Hello, xin kính chào toàn thể anh em quý vị và các bác nhé. Đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng. Vâng, và hôm nay là ngày 13 tháng 7. Cái chúng em lại xin tiếp tục giới thiệu và lên sóng review cho anh em một lô máy cơ xích đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Và dòng này là toàn là hàng bãi Nhật nội địa anh em nhé. Và ký tự lô ngày hôm nay này là lô chữ X anh em nha. Đó, lô chữ X. Và đây, em sẽ báo giá cho anh em là tất cả những con số mà em đánh dấu trên từng con máy này. Đấy, anh em nhìn cái số mà 3900 rồi không ạ? Đây là giá tiền nhá. Đó, giá tiền. Giá này thì cả hàng chúng em là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi. Và tặng kèm phụ kiện cho anh em là gồm một tiếp mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy, tất cả những dòng máy đây em đã đều báo giá hết nhá. Và anh em tham khảo ở trên video giúp cả hàng chúng em nha. Và cả hàng chúng em chia theo tính hai hàng. Hàng bên trên này là những mẫu máy cưa nho nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình này. Cắt tỉa cành, tỉa nhánh, cắt đi rẫy, cầm đi cắt cành cà phê đồ linh tinh. Cân nặng chỉ khoảng 4kg, đó, trên dưới 4kg một tí xíu thôi. Còn anh em nào mà cầm một chiếc hàng siêu cấp Vibro, hàng mà chất lượng, thì anh em lựa cho em những con máy hàng bên dưới. Những dòng bên dưới này là những sản phẩm mà hàng chất lượng này. Với lại là máy mà anh em nào mà cần một chiếc máy cưa công suất lớn để khai thác tầm trung, đó thì anh em lựa cho em những hàng bên dưới anh em nhé. Ký tự hôm nay là lô chữ X, anh em nào mà ưng con nào rồi thì chỉ cần đọc cho em cái mã X1, X2, X3, X4 này cho tới X10 để đặt hàng anh em nhé. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của cửa hàng chúng em và các bác báo cho em là chốt cho anh con X này là cửa hàng chúng em biết ngay anh em muốn đặt con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em đúng anh em nhé. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, đó, hàng tới tay anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, không cần cọc trước bất kỳ đồng một đồng nào cả. Và cửa hàng chúng em thì có vận chuyển toàn quốc luôn anh em nhé. Anh em chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại và tên thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Đó, nó dao động tầm khoảng một tuần đổ lại. Vâng, và đỡ làm mất thời gian của anh em thì hôm nay thì em lên con X1 này. Một con máy cưa hàng Estin MS250. Hàng này là hàng thu lại của khách anh em nhé. Đó, hàng thu lại của khách nhưng mà máy móc cam kết cho anh em là cửa hàng chúng em đã kiểm tra nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, anh em không cần phải lan tan nhá. Theo máy một cây lam cực kỳ dài. Xích em đã lên cho anh em một sợi xích mới luôn rồi. Và đây sản xuất này từ năm tháng 5 2019. Đó, anh em nào mà cần một chiếc máy cưa công suất lớn chuyên để khai thác đây. Hai ốc chân lạng vẫn trực tiếp vào khóa 19 này. Con này thì công suất lên đến là 42cc, chuyên để cho anh em phục vụ sử dụng khai thác anh em nhá. Khai thác tầm trung nhá, về khai thác keo, tràm đồ linh tinh. Dòng MS250, dòng thương hiệu của Estin rồi anh em nhé. Đó, giá chỉ 3.900.000. Vâng, và tiếp theo là một con máy cưa Estin MS180. Đó, con này thì giá của nó là 2.900.000 anh em nhé. Đó, con này thì công suất của nó là 32cc, phục vụ cho anh em về sử dụng gia đình. Đó, 2.900.000. Con X2, anh em nào ưng hệ Estin, hai thương hiệu là nổi tiếng luôn rồi, không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Vâng, và qua con X3 là một con máy cưa đến thương hiệu Shindai White. Con này thì nó là model là 260. Shindai White 260, con này thì giá 2.950.000. Công suất của nó là con này là 360 chứ. Công suất của nó là 36cc, đường kính trái bít tông là 40mm. Về chuyên để cho anh em về sử dụng gia đình cũng được hoặc là khai thác tầm trung vẫn là ok luôn anh em nhé. Vâng, và tiếp tục đến là con X4, một con máy cưa đến thương hiệu Echo Curit V400. V400 với V4000 thì nó là hoàn toàn giống nhau đấy ạ. Có tích hợp xả áp cho anh em này, công suất lên đến 40cc anh em nhé. Đó, giá 3.200.000, chuyên để phục vụ cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung đây. Anh em nào mà ưng con mẫu thương hiệu này rồi thì xài thì có lẽ là biết máy thì cam kết cho anh em là cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Hai ốc chân lam này, máy móc không có tình trạng bể vỡ hay gì cả. Có núm bơm xăng phụ cho anh em, công suất lên đến 40cc thì cực kỳ khỏe này anh em nhé. Đó. Vâng, và qua con X5 là một con máy cưa đến hiệu Komatsu Zenowatt. Con này thì công suất của nó là 34cc. Đó, nếu nói về chung về thương hiệu này thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Anh em nào mà tiêu chí cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn nhưng mà tiêu chí bền và tiết kiệm nhiên liệu thì anh em lựa cho em con này anh em nhé. Đó. Con này thì anh em về xài thì em cam kết cho anh em là cực kỳ bền luôn. Bởi vì chức năng của nó thì rất là nhiều các chức năng luôn. Chụp giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, e gió tự động này, giảm nhúng treo lò xo này. Và thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ.
Và con này thì được bu là theo là bu bu giảm âm luôn anh em nhá. Nổ thì cực kỳ êm ái luôn. Máy nhỏ nhỏ xinh xinh để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Căn gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại, giá 2.600.000. Vâng, và bây giờ qua những mẫu máy cưa nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình đây. Một con máy cưa Tananka, con này thì 33cc, giá 2.000.000. Máy bóc cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Có núm bơm xăng phụ này, tem mác hầu như là còn đầy đủ cho anh em luôn này. Đã lên xích mới cho anh em về sử dụng luôn rồi. Đó, lên xích mới cho anh em một sợi xích. Đó, giá 2.000.000 anh em nhé. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Qua con X7 là một con máy cưa mang thương hiệu Maruyama. Maruyama, con này thì em đã lên cho anh em một cây lam thép Latin xịn để anh em nhé. Cây lam đầu Latin luôn nha. Đó, và xích của nó là xích nguyên zin nguyên bản, và sợi xích thì còn đẹp nguyên. Mắt xích khá là to bản nha. Xích thì vẫn là nguyên zin theo máy luôn, cực kỳ bền cho anh em nhé. Núm bơm xăng phụ có, núm bơm xăng phụ cho anh em, giá 2.150.000. Công suất lên đến 30cc, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đầu lái. Và qua con X8 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Hitachi, giá 2.200.000. Tem mác hầu như là còn đầy đủ nguyên. Vẫn đã lên cho anh em một cây lam Latin thép xịn, và xích của nó là xích nguyên zin nhá. Sợi xích cũng là khá là dày dặn và to bản. Đấy, sợi xích thì còn đẹp nguyên, cũng còn đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, giá 2.200.000. Một con máy cưa Tananka cho anh em về sử dụng gia đình đây, 33cc, về 1.950.000. Làm xích nguyên zin nguyên bản của nó anh em nhá. Đó, về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Vâng, và cuối cùng là một con máy cưa hệ tay cụt. Và con này là hệ máy cưa mới anh em nhá. Đây, đây là hàng là mới đấy ạ. Và cho anh em nào mà nhu cầu mà cầm một chiếc cái cưa nhỏ gọn, có thể cầm được một tay, đầy đủ các chức năng, chụp giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, thắng xích khóa xích đầy đủ này, hai ốc chân la bạn trực tiếp bằng khóa 13, và la mới xích mới luôn anh em nhá. Và hệ này là hệ máy mới anh em nhá, chứ không phải là máy bãi nha. Đó, em quên mất vừa nãy trong lô video thì tổng cộng gồm có 10 cây, thì 9 cây là hàng máy bãi và một cây này là cây duy nhất là hàng máy mới. Nhỏ nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, cần một chiếc máy cưa mà nhỏ có thể cầm được một tay, leo trèo trên cao, cắt tỉa cành, hoặc là anh em nào mà muốn một chiếc máy cưa nhỏ gọn để phục vụ sử dụng gia đình, cắt ít, thì anh em lựa cho em con này. Hàng máy mới thì linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là nhiều, và dòng này là dòng chất lượng nha, chứ không phải là hàng tạp nham trên thị trường anh em nha. Đấy, em đã bán rất nhiều và khách sử dụng cảm phản hồi cảm thấy ok. Giá 1.800.000 con X10, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ đặt con này. Đó, vâng, và vừa rồi thì cả hàng chúng em thì đã quay video tổng cộng gồm 10 con rồi. Anh em nào mà ưng con nào, cảm thấy mà ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả hàng chúng em để đặt hàng. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đặt máy quay xuống và giới thiệu test nổ từng con một cho anh em nghe trải nghiệm tính máy, xem lại anh em cảm thấy ưng con nào thì có thể đặt hàng cho nó dễ dàng anh em nhé. Vâng, đầu tiên là con X1 anh em nhé. Đó, ngay đầu video thì em đã nói hàng X1 là một con máy cưa ST MS250. Dòng này là dòng thu lại của khách anh em nha. Đó, thu lại của khách, nhưng mà cam kết cho anh em là chuẩn zin từ A tới Á cho anh em luôn. Đó, báo ký tự là X1, giá của nó chỉ 3.900.000. Sản xuất từ tháng 5 2019 anh em nhé. Cam kết nguyên zin nguyên bản, hàng nòng hơi cực kỳ đẹp luôn. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Cái này thì do chủ cũ người ta muốn lên đời máy, lên hàng máy lớn hơn. Thì em có nhu cầu thu lại để cho các bác nào mà có nhu cầu cần một chiếc máy cưa như thế này. Và kinh phí để giá hạt rẻ một tí xíu. Lam con này dài mặt cắt là được 40 phân nhá. Xích sử dụng nó là sài xích chung 91. Và con này thì sợi xích thì khá là to bản luôn. Đó. Sợi xích thì còn đẹp nguyên anh em nhá. Chủ người ta vừa mới thay xích xong, xài được đúng một lần thì người ta bán máy. Đó, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ luôn. Chức năng thì hầu như là còn chuẩn chỉ ngon nguyên.
quay? Dạ vâng, qua con X2 là một con máy cưa MS1810C. Con này là dòng cũng đến từ nhà thương hiệu ST, máy móc cam kết nguyên zin với bản GATZ. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 19 này, và lam con này dài mặt cắt là được 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91 anh em nhé. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.900.000. Vẫn là cam kết cho anh em là chuẩn zin từ ATZ luôn. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Về nhu cầu anh em về sử dụng một chiếc máy cưa đến từ thương hiệu ST thì không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Chúng em sẽ đo phần lam cho anh em nhé. Mặt cắt 35 phần mặt cắt đây. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Rồi và em sẽ test nổ con này cho anh em nghe cái máy luôn này. Nói chung là nhu cầu để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình thôi anh em nhé. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25, quá lắm thì tầm khoảng 30 cm đổ lại thì con này thì có thể xử lý được. Nhỏ nhỏ thì công suất của nó lên đến 32cc, phục vụ nòng của nó là 38 ly anh em nhé. Rồi và con anh em nào là đam mê thương hiệu Shindaiwa và chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho anh em một con máy cưa thương hiệu Shindaiwa 360 anh em nhé. Đó, nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 36cc, lam dài mặt cắt 35 phân, xích sử dụng là xài xích chung 91, lam xích là nguyên zin nguyên bản nha anh em nha. Và lốc này, hết riêng cái phần lốc là lốc con này được tích hợp là lốc hợp kim luôn anh em nhá. Lốc hợp kim rất phù hợp cho anh em để sử dụng mà cắt nhiều. Cần một chiếc máy cưa mà có thể chịu nhiệt, chịu lực được tốt. Thì con này thì chịu nhiệt thì quá là ok luôn. Về cho anh em đôi khi sử dụng cả ngày thì cái phần lốc hợp kim nhôm này thì nó tản nhiệt rất là tốt luôn anh em nhá. Thoải mái cho anh em về sử dụng cả ngày đấy ạ. Đấy, con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại thì con này thì có thể cắt được anh em nha. Giá 2.950.000 miễn phí vận chuyển cho anh nha. Đây, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Phần dây giật nguyên zin nguyên bản của nó này. Dây giật khá là còn mới luôn. Đấy, con này thì tình trạng đẹp 90% cho anh em về sử dụng. Máy móc nổ thì cực kỳ chắc chắn và vòng tua của con này thì cực kỳ khỏe nhá. Máy con này thì nó sử dụng là hai bạc và bạc của nó là bạc lớn luôn anh em nhá. Nên là cái vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe cho anh em về sử dụng luôn. Không hề có tình trạng mà bị ì ái khe, bị yếu máy gì cả. Đấy, giá chỉ 2.950.000 cho anh em thì con này thì khá là đẹp luôn rồi. Hàng sưu tầm tuyển lựa luôn anh em nhá. Anh em không phải chê luôn đâu ạ. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên. Phần bên dưới này, nắp đỏ là đổ xăng pha nhớt, còn bên trên cái nắp đen này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích anh em nhá. Rồi, và anh em nào mà cần một chiếc máy cưa đến từ thương hiệu Echokorit và một chiếc máy cưa công suất cỡ lớn đây, V400, công suất của nó lên đến 40cc. Đó, 40cc, nòng của nó là 42 ly anh em. Đó, và có con này thì có xả áp cho anh em để cho anh em giúp giật nổ cái máy có thể dễ dàng hơn. Và có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho anh em nha. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ này. Đấy, hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Và lam con này dài là mặt cắt là được bao nhiêu đây? Mặt cắt 40 phân anh em nhé. Tổng thể cây lam dài mặt cắt là được 40 phân. Đó. Hệ thống lốc là lốc hợp kim luôn anh em nhé. Lốc hợp kim nhôm cho anh em là rất thuận tiện về anh em về sử dụng khai thác đấy ạ. Những cái dòng máy mà để mà nhu cầu mà sử dụng khai thác đủ lên thì đa số sẽ là lốc là phải là hợp kim. Bởi vì hợp kim nhôm này thì nó giúp cho tản nhiệt cây máy, có thể chịu nhiệt, chịu lực được tốt. Chứ còn nếu mà xài mà lốc nhựa ấy ạ thì anh em về sử dụng cả ngày đôi khi cái máy nó rất là nóng, mà cái lốc nhựa thì nó không được bền bỉ bằng hệ thống lốc nhôm như thế này anh em nhá. Giá con này 3.200.000 cho anh em về nhu cầu sử dụng máy cưa thương hiệu Echokorit công suất 40cc chuyên để sử dụng khai thác tầm trung đấy ạ.
quên mất thì em không đủ cái nhớt để bôi trên làm xích này, cái sợi xích của nó thì nó hơi bị nóng một tí xíu. Vâng, máy móc thì máy móc chỉ chạy đổ ngon lành cho anh em nhé. Anh em có nhu cầu đặt con Echokirit V4000 này thì có thể liên hệ cho cái chúng em và báo là em là con X4 anh em nha. Dạ vâng, và qua con X5 cho anh em một con máy cơ đế hiệu Komatsu Zenowatt G43004. Đó. Con này thì nó được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Và có núm bơm xăng phụ đầy đủ, e gió tự động, hệ thống giảm nhún treo lò xo, và con này thì có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Hệ thống bô là bô giảm âm. Nói chung là về tất tần tật những cái dòng máy cưa có chức năng gì thì con này thì nó đều có đáp ứng cho anh em nhé. Nó tích hợp hết vào trong con máy này luôn. Đấy, hệ thống nhún treo lò xo thì cực kỳ bền bỉ, cũng như là máy móc thì chạy cực kỳ êm ái cho anh em luôn rồi. Và con này thì nho nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình thôi. Công suất của nó lên đến là 34cc, để cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. Giá nó là 2.600.000 anh em nha, X5. Con anh em nào mà nhu cầu mà cần một chiếc máy cưa mà bền mà tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ, thì anh em lựa cho em con này. Đó, cam kết cho anh em là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, và máy móc thì cực kỳ bền luôn. Bởi vì vòng tua của nó thì sẽ không cao. Vòng tua của nó thì nó chỉ chạy êm 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 êm, nhưng mà thì nó sẽ giúp cho cây máy thì cực kỳ bền cho anh em luôn. Ai vào em sẽ giật test nổ con này cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nghe thì xem tiếng máy động cơ của nó chạy thì có êm không ạ? Giật cực kỳ dễ nổ luôn nha, được tích hợp chụp giật trợ lực kéo giật cực kỳ nhẹ. Và cân nặng con này thì nó rơi dao động tầm khoảng 4,5 kg gì đó thôi, cực kỳ nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình đấy ạ. Vâng, và bây giờ thì qua những mẫu máy cưa mà để cho anh em về máy sử dụng mà cầm đi rẫy đồ linh tinh đây. Đầu tiên là một chiếc máy cưa hệ Tananka, công suất 33cc, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Tem mác hầu như là còn đầy đủ này, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, và đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới nha nha. Đó, đã lên cho anh em một sợi xích mới. Làm con này dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho anh em. Đấy, anh em thấy không ạ? 35 phân mặt cắt, máy móc thì cực kỳ đẹp và chất lượng luôn anh em nhé. Cam kết cho anh em là chuẩn zin đấy ạ. Phần ốc của nó anh em nhìn này, không hề có biểu hiện han gì hay gì cả. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn anh em nhé, hàng siêu tầm cho anh em luôn. Vâng, và tiếp tục lại một chiếc máy cưa để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình ở đây, đến từ thương hiệu Maruyama. Đó, con này Maruyama 33cc anh em nhé. Và lam con này thì cửa hàng chúng em đã lên cho anh em luôn một cây lam Latin hàng xịn luôn rồi. Và lam con này mặt cắt là được 35 phân, xích sử dụng nó là size xích mini, và sợi xích này là vẫn là nguyên zin của nó luôn anh em nhá. Và sợi xích thì còn đẹp nguyên cho anh em về sử dụng. Đó, anh em thấy không ạ? Sợi xích quá là đẹp luôn, dày dặn và to bản. Lam là một cây lam thép là tinh xịn, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, giá 2.150.000. Anh em nào ưng con này thì có thể báo cho em và con X7 để anh em đặt hàng.
Ok, đến là một con máy cưa X8. Hàng này là đến từ thương hiệu Hitachi anh em nha. Hitachi, và con này thì công suất của nó là 30cc cho anh em để sử dụng. Đó, vẫn là lên cho anh em một cây làm Latin thép xịt. Và xích vẫn là nguyên zin nguyên bản của nó anh em nhé. Xích sử dụng là xài xích mini luôn. Và sợi xích này thì còn đẹp nguyên cho anh em về sử dụng. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp và chất lượng luôn anh em nhé. Tem mác hầu như là còn đầy đủ cho anh em này. Núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, giá 2.200.000. Bởi vì nó theo máy là một cây lam hệ Latin luôn, cực kỳ xịn. Rồi, và tiếp tục là con X9, là một con máy cưa hệ Tadanka, công suất của nó vẫn là 33cc anh em nhé, giá 1.950.000. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, cam kết nguyên zin nguyên bản ra tay giác. Xích sử dụng đó là xay xích chung 91 nhá. Xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Và mũ bán trên thị trường thì rất là nhiều sợi xích này thì bán cực kỳ nhiều luôn anh em nhé. Lam con này dài mặt cắt từ 35 phân mặt cắt cho anh em. Máy móc thì cũng khá là đẹp và ok luôn anh em. Anh em nhìn thấy không ạ? Đó, chuẩn zin cho anh em nhé, chứ không phải là hàng đã thay thế linh kiện hay là sửa chữa chọc vá linh tinh đâu ạ. Nòng hơi thì còn đẹp nguyên, và con này thì phần áo vỏ của nó thì chưa hề có bể vỡ hay là nứt nát một cái gì cả. Đấy. Cuối cùng là một con máy cưa X10, con này là hệ máy cưa mới anh em nhá, đến từ Osaka. Và con này thì giá nó là 1.800.000. Con này là hệ máy mới anh em nhá, chứ không phải hàng máy bãi. Đó, trong lô vừa nãy cửa hàng chúng em là gồm có 10 con thì duy nhất con này thì cửa hàng chúng em chèn vào một con máy mới để cho anh em về phục vụ sử dụng của chiếc máy cưa, hàng giá hạt rẻ một tí xíu nhưng mà nhu cầu nhỏ gọn để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình thôi. Cầm một chiếc máy cưa mà có thể cầm được một tay hoặc là cầm được hai tay thì cũng được. Đây, cầm hai tay thì anh em sẽ cầm kiểu này. Một tay bên này và một tay nắm vào đây. Giá 1.800.000. Và con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Còn núm bơm xăng phụ đầy đủ đây. Và lam con này dài mặt cắt là được mặt cắt được có là 27 phân. Đó, 27 phân mặt cắt anh em nhé. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91 này. Lam xích là mới luôn anh em nhá, chứ không phải là hàng bãi hàng cũ đâu ạ. Có hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13, giá 1.800.000 cho anh em một chiếc máy cưa nho nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình đấy ạ. Cắt ở bên trên cũng được hoặc là cắt bên dưới đất cũng được. Anh em nó có thể cầm bên trên cao hoặc là cắt cành tỉa nhánh này, cần leo thang hoặc leo trên cây ấy, để cầm một tay sử dụng.
vừa rồi thì cả hàng chúng em thì đã giật test tổ tổng cộng gồm 10 cây máy cơ xích. Anh em nào mà ưng con nào thì chỉ cần báo cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con này để liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhé. Vâng, và video thì cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào toàn thể anh em.